Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, quyển thứ 194, phẩm 34, khó tin hiểu thứ 13, trang 1292. Này thiện hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh, thân giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh. Ý giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh. Địa giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh. Thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh. Vô minh thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Mà sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thụ hữu sanh lão tử sở bi khổ ưu não thanh tịnh. Hành cho đến lão tử sở bi khổ ưu não thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử sở bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là bố thí ba la mật đa thanh tịnh. Bố thí ba la mật đa thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với bố thí ba la mật đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp không bên trong thanh tịnh. Pháp không bên trong thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Mà sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên trong thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng thứ, pháp không nơi tất cả pháp. Pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh. Pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh. Chân như thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thực tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, thanh tịnh. Pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Mà sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là thánh đế khổ thanh tịnh. Thánh đế khổ thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với thánh đế khổ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh. Thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh tịnh. Bốn tịnh lự thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là bốn vô lượng bất định vô sắc bất thanh tịnh. Bốn vô lượng bất định vô sắc thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với bốn vô lượng bất định vô sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, sự tạo tác thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh tịnh. Tám giải thoát thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là tám thắng xứ chứ định tứ đẹp mười biến xứ thanh tịnh. Tám thắng xứ chứ định tứ đẹp mười biến xứ thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh.
Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cũng phải tám tháng xứ chứ định tức đại mười biến xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì. Này thì hiện sự tạo tác thanh tịnh tức là bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thì hiện sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát không thanh tịnh, pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát không thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này tiện hiện sự tạo tác thanh tịnh tức là mười địa bồ tát thanh tịnh, mười địa bồ tát thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với mười địa bồ tát thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này tiện hiện sự tạo tác thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh, năm loại mắt thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là sáu bát thần thông thanh tịnh, sáu bát thần thông thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với sáu bát thần thông thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thì hiện sự tạo tác thanh tịnh tức là mười lục của vật thanh tịnh, mười lục của vật thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với mười lục của vật thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự biết thông suốt, đại từ đại bi đại đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện sự tạo tác thanh tịnh tức là phát không quên mất thanh tịnh, phát không quên mất thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh, tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiền hiện sự tạo tác thanh tịnh tức là trí nhất thiết thanh tịnh, trí nhất thiết thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiền hiện sự tạo tác thanh tịnh tức là tất cả pháp môn đà la ni thanh tịnh, tất cả pháp môn đà la ni thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn đà la ni thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là tất cả pháp môn tam ma địa thanh tịnh, tất cả pháp môn tam ma địa thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn tam ma địa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thì hiện sự tạo tác thanh tịnh tức là quả dự lưu thanh tịnh, quả dự lưu thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với quả dự lưu thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là quả nhất lai bất hoại a la hán thanh tịnh, quả nhất lai bất hoại a la hán thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với quả nhất lai bất hoại a la hán thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thì hiện sự tạo tác thanh tịnh tức là quả vị độc giác thanh tịnh, quả vị độc giác thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với quả vị độc giác thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiền hiện sự tạo tác thanh tịnh tức là hành đạo bồ tát thanh tịnh, hành đạo bồ tát thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với hành đạo bồ tát thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiền hiện sự tạo tác thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Là nội thiền hiện sự tỏ nhận thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức là sự tỏ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tỏ nhận thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tỏ nhận thanh tịnh tức là thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức là sự tỏ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tỏ nhận thanh tịnh ấy cùng với thọ tưởng hành thức thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiền hiện sự tỏ nhận thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh tức là sự tỏ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tỏ nhận thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tỏ nhận thanh tịnh tức là nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức là sự tỏ nhận thanh tịnh.
Vì sao về sự tận nhận thanh tịnh ấy cùng với nhị tỷ tiêu thật ý sự thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt không trọn gì. Này thường hiện sự tận nhận thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh. Sắc xứ thanh tịnh tức là sự tận nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tận nhận thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt không trọn gì. Sự tận nhận thanh tịnh tức là thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh. Thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh tức là sự tận nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tận nhận thanh tịnh ấy cùng với thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì. Này thiền hiện sự tận nhận thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh. Nhãn giới thanh tịnh tức là sự tận nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tận nhận thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tận nhận thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ cho nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Sắc giới cho đến các thọ cho nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự tận nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tận nhận thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiền hiện sự tự nhận thanh tịnh tức là nhị giới thanh tịnh. Nhị giới thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với nhị giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tự nhận thanh tịnh tức là thanh giới, nhị thức giới và nhị xúc cùng các thọ cho nhị xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Nhãn thanh giới cho đến các thọ cho nhị xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến các thọ do nhị xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện sự tự nhận thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh. Tỷ giới thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tự nhận thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ cho tỷ xúc đồng duyên sinh ra thanh tịnh. Hương giới cho đến các thọ cho tỷ xúc đồng duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc đồng duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiền hiện sự tự nhận thanh tịnh tức là tiệt giới thanh tịnh. Tiệt giới thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với tiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn diệt. Sự tự nhận thanh tịnh tức là vì giới thì thức giới và thiệt xúc cùng các thọ như thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì giới cho đến các thọ như thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ như thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn diệt. Này thiền hiện sự tự nhận thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh. Thân giới thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn diệt. Sự tự nhận thanh tịnh tức là xúc giới, ý thân thức giới và thân xúc cùng các thọ cho thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Xúc giới cho đến các thọ cho thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các thọ cho thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn diệt. Này thiền hiện sự tự nhận thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh. Ý giới thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn diệt. Sự tự nhận thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ cho ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Pháp giới cho đến các thọ cho ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn diệt. Này thiền hiện sự tự nhận thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh. Địa giới thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn diệt. Sự tự nhận thanh tịnh tức là thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh. Thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn diệt. Này thiền hiện sự tự nhận thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh. Vô minh thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tự nhận thanh tịnh tức là hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử sầu bi khổ ưu não thanh tịnh. Hành cho đến lão tử sầu bi khổ ưu não thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử sầu bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiền hiện sự tự nhận thanh tịnh tức là bố thí ba la mật đa thanh tịnh. Bố thí ba la mật đa thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với bố thí ba la mật đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tự nhận thanh tịnh tức là tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiền hiện sự tự nhận thanh tịnh tức là pháp không bên trong thanh tịnh. Pháp không bên trong thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên trong thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt.
Sự tự nhận thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tối, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiền hiện sự tự nhận thanh tịnh, tức là chân như thanh tịnh, chân như thanh tịnh, tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao mà sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tự nhận thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tính không hư vọng, tính chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thực tế cả những hư không, cả những chân thể nghĩa bàn thanh tịnh, pháp giới cho đến cảnh giới chân thể nghĩa bàn thanh tịnh, tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao vì sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới chân thể nghĩa bàn thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiền hiện sự tự nhận thanh tịnh tức là thanh đế khổ thanh tịnh, thanh đế khổ thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với thanh đế khổ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì? Sự tự nhận thanh tịnh tức là thanh đế tập diệt đạo thanh tịnh, thanh đế tập diệt đạo thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với thanh đế tập diệt đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì? Này thiền hiện sự tự nhận thanh tịnh tức là bốn tịnh lộ thanh tịnh, bốn tịnh lộ thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao mà sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Sự tự nhận thanh tịnh tức là bốn vô lượng bất định vô sắc thanh tịnh, bốn vô lượng bất định vô sắc thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao mà sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với bốn vô lượng bất định vô sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Này thiền hiện sự tự nhận thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh tịnh, tám giải thoát thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao mà sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Sự tự nhận thanh tịnh tức là tám tháng xứ chánh định tứ đại mười biến xứ thanh tịnh, tám tháng xứ chánh định tứ đại mười biến xứ thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao vì sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với tám tháng xứ chánh định tứ đại mười biến xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì? Này thiền hiện sự tự nhận thanh tịnh tức là bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao vì sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì? Sự tự nhận thanh tịnh tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng trái, tám chi thánh đạo thanh tịnh, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao vì sự tự nhận thanh tịnh ấy của 14 chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn gì? Này thiển hiện sự tự nhận thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát không thanh tịnh, pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao vì sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát không thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn gì? Sự tự nhận thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao vì sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Này thiện hiện sự tự nhận thanh tịnh tức là mười địa bồ tát thanh tịnh, mười địa bồ tát thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao vì sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với mười địa bồ tát thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Này thiền hiện sự tự nhận thanh tịnh tức là năm là mắt thanh tịnh, năm là mắt thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với năm là mắt thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn gì? Sự tự nhận thanh tịnh tức là sáu bát thần thông thanh tịnh, sáu bát thần thông thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với sáu bát thần thông thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn gì? Này thiền hiện sự tự nhận thanh tịnh tức là mười lực của Phật thanh tịnh, mười lực của Phật thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao vì sự tự nhận thanh tịnh ấy cùng với mười lực của Phật thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì? Sự tự nhận thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là sự tự nhận thanh tịnh. Vì sao vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Này thiện hiện sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh tịnh, pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh, tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Này thiền hiện sự thọ nhận thanh tịnh tức là trí nhất thiết thanh tịnh, trí nhất thiết thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Sự thọ nhận thanh tịnh tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt?
Này thiện hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh. Tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam A Địa thanh tịnh. Tất cả pháp môn Tam A Địa thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam A Địa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì. Này thiện hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là quả dự lưu thanh tịnh. Quả dự lưu thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với quả dự lưu thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là quả nhất lai bất hoàng a la hán thanh tịnh. Quả nhất lai bất hoàng a la hán thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với quả nhất lai bất hoàng a la hán thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì. Này thiện hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là quả vị độc giác thanh tịnh. Quả vị độc giác thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với quả vị độc giác thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì. Này thiện hiện, sự thọ nhận thanh tịnh tức là hành đại bồ tát thanh tịnh. Hành đại bồ tát thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với hành đại bồ tát thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì. Này thì hiện sự thọ nhận thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh. Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Mà sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì. Lại nữa, thiện hiện sự hiểu biết thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh. Sắc thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Mà sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là thọ tưởng hành thức thanh tịnh. Thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với thọ tưởng hành thức thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì. Này thiện hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh. Nhãn xứ thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn gì. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn gì. Này thiện hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh. Sắc xứ thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là thanh hương vị xuất pháp xứ thanh tịnh. Thanh hương vị xuất pháp xứ thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với thanh hương vị xuất pháp xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn gì. Nay thiện hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh. Nhãn giới thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn gì. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì. Này thiện hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là nhị giới thanh tịnh. Nhị giới thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với nhị giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là thanh giới, nhị thức giới và nhị xúc cùng các thọ cho nhị xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Thanh giới cho đến các thọ cho nhị xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến các thọ cho nhị xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì. Này thiện hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là thiện giới thanh tịnh. Thiện giới thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với thiện giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là hương giới, thiện thức giới và thiện xúc cùng các thọ cho thiện xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Hương giới cho đến các thọ cho thiện xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các thọ cho thiện xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì. Này thiện hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh. Thiệt giới thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là vị giới, thì thức giới và thiệt xúc cùng các thọ như thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vị giới cho đến các thọ như thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ như thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, sự biết thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh. Thân giới thanh tịnh tức là sự biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự biết thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt.
Sự biết thanh tịnh tức là súc giới, thân thức giới và thân súc cùng các thọ do thân súc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Súc giới cho đến các thọ do thân súc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao mà sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với súc giới cho đến các thọ do thân súc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì? Này thiện hiện, sự biết thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao mà sự hiểu biết thanh tịnh ở cùng với ý giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Sự hiểu biết thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao mà sự hiểu biết thanh tịnh ở cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Này thì hiện sự biết thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh tức là sự biết thanh tịnh. Vì sao mà sự biết thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì? Sự biết thanh tịnh tức là thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh tức là sự biết thanh tịnh. Vì sao mà sự biết thanh tịnh ấy cùng với thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì? Này thể hiện sự biết thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh tức là sự biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự biết thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì? Sự biết thanh tịnh tức là hành tức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử sầu bi khổ ưu não thanh tịnh, hành cho đến lão tử sầu bi khổ ưu não thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao mà sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử sầu bi khổ ưu não thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì? Này thiện hiện sự hiểu biết thanh tịnh tức là bố thí ba la mật đa thanh tịnh, bố thí ba la mật đa thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao mà sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với bố thí ba la mật đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì? Sự hiểu biết thanh tịnh tức là tịnh giới an nhẫn tinh tấn tỉnh lượng bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao mà sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì? Này thiện hiện sự hiểu biết thanh tịnh tức là pháp không bên trong thanh tịnh, pháp không bên trong thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao mà sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên trong thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì? Sự hiểu biết thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rút ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạng, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao mà sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn diệt? Này thiện hiện sự biết thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh, chân như thanh tịnh tức là sự biết thanh tịnh. Vì sao mà sự biết thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Sự biết thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thực tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh, pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiền hiện sự hiểu biết thanh tịnh tức là thanh đế khổ thanh tịnh, thanh đế khổ thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với thanh đế khổ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự biết thanh tịnh tức là thanh đế tập diệt đạo thanh tịnh, thanh đế tập diệt đạo thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao mà sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với thanh đế tập diệt đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì? Này thiền hiện sự hiểu biết thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh tịnh, bốn tịnh lự thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao mà sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì? Sự hiểu biết thanh tịnh tức là bốn vô lượng bất định vô sắc thanh tịnh, bốn vô lượng bất định vô sắc thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao mà sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với bốn vô lượng bất định vô sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn gì? Này thiền hiện sự biết thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh tịnh, tám giải thoát thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao mà sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn gì? Sự hiểu biết thanh tịnh tức là tám thắng xứ chín định tứ đại mười biến xứ thanh tịnh, tám thắng xứ chín định tứ đại mười biến xứ thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao mà sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với tám thắng xứ chín định tứ đại mười biến xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Này thiện hiện sự hiểu biết thanh tịnh tức là bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao mà vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Sự biết thanh tịnh tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy giới đại giác, tám giới thánh đạo thanh tịnh, bốn chánh đoạn cho đến tám giới thánh đạo thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao mà sự hiểu biết thanh tịnh ấy
cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám như thánh đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát không thanh tịnh. Pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát không thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 10 địa Bồ Tát thanh tịnh. 10 địa Bồ Tát thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với 10 địa Bồ Tát thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, quyển thứ 195, phẩm 34, khó tín hiệu thứ 14, trang 1307. Này thiện hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh. Năm loại mắt thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là sở biết thần thông thanh tịnh. Sở biết thần thông thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với sở biết thần thông thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là 10 lực của Phật thanh tịnh. 10 lực của Phật thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với 10 lực của Phật thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh tịnh. Pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là trí nhất thiết thanh tịnh. Trí nhất thiết thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là tất cả pháp môn đà la ni thanh tịnh. Tất cả pháp môn đà la ni thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn đà la ni thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là tất cả pháp môn tam ma địa thanh tịnh. Tất cả pháp môn tam ma địa thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn tam ma địa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là quả dự lưu thanh tịnh. Quả dự lưu thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với quả dự lưu thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự hiểu biết thanh tịnh tức là quả nhất lai bất hoại a la hán thanh tịnh. Quả nhất lai bất hoại a la hán thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với quả nhất lai bất hoại a la hán thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là quả vị độc giác thanh tịnh. Quả vị độc giác thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với quả vị độc giác thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là hành đại Bồ Tát thanh tịnh. Hành đại Bồ Tát thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với hành đại Bồ Tát thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, sự hiểu biết thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh. Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hiểu biết thanh tịnh ấy cùng với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa thiện hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh. Sắc thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là thọ tưởng hành thức thanh tịnh. Thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với thọ tưởng hành thức thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt.
Này thiện hiện sự nhận thức thanh tịnh, tức là nhãn xứ thanh tịnh. Nhãn xứ thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là nhĩ tỷ thiệt tấn ý xứ thanh tịnh. Nhĩ tỷ thiệt tấn ý xứ thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với nhĩ tỷ thiệt tấn ý xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện sự nhận thức thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh. Sắc xứ thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh. Thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện sự nhận thức thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh. Nhãn giới thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ như nhãn xúc năm duyên sinh ra thanh tịnh. Sắc giới cho đến các thọ như nhãn xúc năm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ như nhãn xúc năm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện sự nhận thức thanh tịnh tức là nhị giới thanh tịnh. Nhị giới thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với nhị giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là thanh giới, nhị thức giới và nhị xúc cùng các thọ cho nhị xúc đồng duyên sinh ra thanh tịnh. Thanh giới cho đến các thọ cho nhị xúc đồng duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến các thọ cho nhị xúc đồng duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện sự nhận thức thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh. Tỷ giới thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ cho tỷ xúc lòng duyên sinh ra thanh tịnh. Hương giới cho đến các thọ cho tỷ xúc lòng duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các thọ cho tỷ xúc lòng duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện sự nhận thức thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh. Thiệt giới thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là vị giới, thì thiệt giới và thiệt xúc cùng các thọ cho thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vị giới cho đến các thọ cho thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện sự nhận thức thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh. Thân giới thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ cho thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Xúc giới cho đến các thọ cho thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các thọ cho thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện sự nhận thức thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh. Ý giới thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện sự nhận thức thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh. Địa giới thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Mà sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh. Thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Mà sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thể hiện sự nhận thức thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh. Vô minh thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử sở biệt khổ não thanh tịnh. Hành cho đến lão tử sở biệt khổ não thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử sở biệt khổ não thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện sự nhận thức thanh tịnh tức là bố thí ba la mật đa thanh tịnh. Bố thí ba la mật đa thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với bố thí ba la mật đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự nhận thức thanh tịnh tức là tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh.
Vì sao mới sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn gì? Này thiện hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là pháp không bên trong thanh tịnh, pháp không bên trong thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao mà sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên trong thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Sự nhận thức thanh tịnh tức là pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rút ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh, tự tánh thanh tịnh, pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh, tự tánh thanh tịnh, tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao mà sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh, tự tánh thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn diệt? Này thiện hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là chân như thanh tịnh, chân như thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao mà sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với chân như thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Sự nhận thức thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thực tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, thanh tịnh. Pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao mà sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn diệt? Này thiện hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là thánh đế khổ thanh tịnh, thánh đế khổ thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao mà sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với thánh đế khổ thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn diệt? Sự nhận thức thanh tịnh tức là thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh, thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao mà sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Này thiện hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh tịnh, bốn tịnh lự thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao mà sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Sự nhận thức thanh tịnh tức là bốn vô lượng bất định bồ tát thanh tịnh, bốn vô lượng bất định bồ tát thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao mà sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với bốn vô lượng bất định bồ tát thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn diệt? Này thiện hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh tịnh, tám giải thoát thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao nhận thức thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh là không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn diệt? Sự nhận thức thanh tịnh tức là tám thắng xứ chỉ định tứ đại mười biến xứ thanh tịnh, tám tấn sứ chỉ định tứ đại mười biến xứ thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với tám tấn sứ chỉ định tứ đại mười biến xứ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Này thiện hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Sự nhận thức thanh tịnh tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh, bốn chánh đoạn cho đến tám giới thánh đạo thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao mà sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám giới thánh đạo thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Này thiện hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát không thanh tịnh, pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát không thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Sự nhận thức thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Này thiện hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là mười điểm bồ tát thanh tịnh, mười điểm bồ tát thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với mười điểm bồ tát thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Này thiện hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh, năm loại mắt thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Sự nhận thức thanh tịnh tức là sáu pháp thần thông thanh tịnh, sáu pháp thần thông thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao mà sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với sáu pháp thần thông thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Này thiện hiện, sự nhận thức thanh tịnh tức là mười lực của Phật thanh tịnh, mười lực của Phật thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao mà sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với mười lực của Phật thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Sự nhận thức thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự biết thông suốt, đại từ đại bi đại hiện đại xả, 18 pháp vật bất cộng thanh tịnh. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp vật bất cộng thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao mà sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến 18 pháp vật bất cộng thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Này thì hiện sự nhận thức thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh tịnh, pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao mà sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt?
sẽ nhận thức thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh, tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sẽ nhận thức thanh tịnh. Vì sao mà sẽ nhận thức thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh, nó không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì. Này thì hiện sự nhận thức thanh tịnh tức là trí nhất thiết thanh tịnh, trí nhất thiết thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao mà sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì? Sự nhận thức thanh tịnh tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì? Này thì hiện sự nhận thức thanh tịnh tức là tất cả pháp môn đều là đi thanh tịnh, tất cả pháp môn đều là đi thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao mà sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn đều là đi thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì? Sự nhận thức thanh tịnh tức là tất cả pháp môn tam địa thanh tịnh, tất cả pháp môn tam địa thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao mà sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn tam địa thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì? Này thì hiện sự nhận thức thanh tịnh tức là quả giới lưu thanh tịnh, quả giới lưu thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với quả giới lưu thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì? Sự nhận thức thanh tịnh tức là quả nhất lai bất hoàng a la hán thanh tịnh, quả nhất lai bất hoàng a la hán thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với quả nhất lai bất hoàng a la hán thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì? Này thì hiện sự nhận thức thanh tịnh tức là quả vị độc giác thanh tịnh, quả vị độc giác thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao mà sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với quả vị độc giác thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì? Này thì hiện sự nhận thức thanh tịnh tức là hành đại bồ tát thanh tịnh, hành đại bồ tát thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao? Vì sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với hành đại bồ tát thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì? Này thì hiện sự nhận thức thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là sự nhận thức thanh tịnh. Vì sao mà sự nhận thức thanh tịnh ấy cùng với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì? Lại nữa thì hiện vì ngã thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao vì ngã vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn gì? Vì ngã thanh tịnh nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh, vì thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Này thì hiện vì ngã thanh tịnh nên nó nhãn xứ thanh tịnh, vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh tịnh. Vì sao vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Vì ngã thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Này thì hiện vì ngã thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Vì ngã thanh tịnh nên thanh hương vị số pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị thanh hương vị số pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc thanh hương vị số pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Này thì hiện vì ngã thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì? Vì ngã thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ cho nhãn xúc lục duyên sinh ra thanh tịnh. Vì sắc giới cho đến các thọ cho nhãn xúc lục duyên sinh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Này thì hiện vì ngã thanh tịnh nên nhị giới thanh tịnh, vì nhị giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc trí nhị giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Vì ngã thanh tịnh nên thanh giới, nhị thức giới và nhị xúc cùng các thọ cho nhị xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì thanh giới cho đến các thọ do nhiễm xúc lòng duyên sinh ra thanh tịnh nên trí nhất thức trí thanh tịnh. Vì sao vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhiễm xúc lòng duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thức trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn gì? Này thực hiện vì ngã thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, vì tỷ giới thanh tịnh nên nhớ trí nhất thức trí thanh tịnh. Vì sao vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thức trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt? Vì ngã thanh tịnh nên hương giới, thì thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc lòng duyên sinh ra thanh tịnh. Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc lòng duyên sinh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh,
hoặc hương giới cho đến các thọ, cho tỷ số lòng duyên sẽ ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn duyên. Này thiên hiện vì ngã thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh hoặc thiệt giới thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn duyên. Vì ngã thanh tịnh nên vị giới thì thiết giới và thiệt xúc cùng các thọ như thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì vị giới cho đến các thọ như thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh hoặc vị giới thanh tịnh hoặc vị giới cho đến các thọ như thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn duyên. Này thiện hiện vì ngã thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh hoặc thân giới thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn duyên. Vì ngã thanh tịnh nên xúc giới, thân thiết giới và thân xúc cùng các thọ như thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì xúc giới cho đến các thọ như thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh hoặc xúc giới cho đến các thọ như thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn duyên. Này thiện hiện vì ngã thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh hoặc ý giới thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn duyên. Vì ngã thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ như ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì pháp giới cho đến các thọ như ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn duyên. Này thiện hiện vì ngã thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh hoặc địa giới thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn duyên. Vì ngã thanh tịnh nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, vì thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh hoặc thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn duyên. Này thiện hiện vì ngã thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh hoặc vô minh thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên hành thức danh sắc lục xứ sốt tỏ ái thủ hữu sinh lão tử sở bi khổ ô não thanh tịnh. Vì hành cho đến lão tử sở bi khổ ô não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh hoặc hành cho đến lão tử sở bi khổ ô não thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện vì ngã thanh tịnh nên bố thí ba la mật đa thanh tịnh, vì bố thí ba la mật đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh hoặc bố thí ba la mật đa thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lặng bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh cho đến hoặc tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện vì ngã thanh tịnh nên phát không bên trong thanh tịnh, vì phát không bên trong thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh hoặc phát không bên trong thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên phát không bên ngoài, phát không cả trong ngoài, phát không không, phát không lớn, phát không thắng nghĩa, phát không hữu vi, phát không vô vi, phát không lúc ra, phát không không biên giới, phát không tản mạng, phát không không đổi khác, phát không bản tánh, phát không tự tướng, phát không cộng tướng, phát không nơi tất cả pháp, phát không chẳng thể đã mất được, phát không không tánh, phát không tự thánh, phát không không tánh tự thánh thanh tịnh. Vì phát không bên ngoài cho đến phát không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh hoặc phát không bên ngoài cho đến phát không không tánh tự tánh thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện vì ngã thanh tịnh nên cho như thanh tịnh, vì cho như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh nên cho như thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên pháp giới pháp tánh tất không hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh lý sinh pháp định pháp trụ thực tế cảnh giới hư không và chính chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh. Vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện vì ngã thanh tịnh nên thanh đế khổ thanh tịnh, vì thanh đế khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh hoặc thanh đế khổ thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên thanh đế tập diệt đạo thanh tịnh, vì thanh đế tập diệt đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh hoặc thanh đế tập diệt đạo thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện vì ngã thanh tịnh nên bốn tịnh lợi thanh tịnh, vì bốn tịnh lợi thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh hoặc bốn tịnh lợi thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt.
Vì nghe thanh tịnh nên bốn vô lượng bốn định vô sắc thanh tịnh, vì bốn vô lượng bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng thanh tịnh, bốn vô lượng bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thể hiện vì ngã thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên tám tấn xứ chỉ định tứ đề mười biến số thanh tịnh, vì tám tấn xứ chỉ định tứ đề mười biến số thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc tám tấn xứ chỉ định tứ đề mười biến số thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thể hiện vì ngã thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực và chế đại giác, tánh di thanh đạo thanh tịnh, vì bốn chánh đoạn cho nên tánh di thanh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho nên tánh di thanh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện nghiệp vì ngã thanh tịnh nên pháp môn giải thoát không thanh tịnh, vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thực hiện vì ngã thanh tịnh nên 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thực hiện vì ngã thanh tịnh nên 5 loại mắt thanh tịnh, 15 loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc 5 loại mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên sáu bát thần thông thanh tịnh, vì sáu bát thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc sáu bát thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thì hiện vì ngã thanh tịnh nên 10 lực của Phật thanh tịnh, vì 10 lực của Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc 10 lực của Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự biết thông suốt, đại từ đại bi đại đại xá. 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện vì ngã thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh, vì không pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí học trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh, vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, có phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện vì ngã thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiền hiện vì ngã thanh tịnh nên tất cả pháp môn đều là đi thanh tịnh, vì tất cả pháp môn đều là đi thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn đều là đi thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên tất cả pháp môn tam địa thanh tịnh, vì tất cả pháp môn tam địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn tam địa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiền hiện vì ngã thanh tịnh nên quả di lô thanh tịnh, vì quả di lô thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc quả di lưu thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ngã thanh tịnh nên quả nhất lai bất hoàng a la hán thanh tịnh, vì quả nhất lai bất hoàng a la hán thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc quả nhất lai bất hoàng a la hán thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thì hiện vì ngã thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh, vì quả vị độc giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thì hiện vì ngã thanh tịnh nên hành đạo bồ tát thanh tịnh, vì hành đạo bồ tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc hành đạo bồ tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thì hiện vì ngã thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh.
Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc qua vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa thiên hiện, vì hữu tình nên thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh, vì thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiên hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiên hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên thanh hương vị xuất phát xứ thanh tịnh, vì thanh hương vị xuất phát xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xuất phát xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiên hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thiết giới và nhãn xúc cùng các thọ nhãn xúc làm như sinh ra thanh tịnh. Vì sắc giới cho đến các thọ nhãn xúc làm như sinh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ nhãn xúc làm như sinh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiên hiện, vì hữu tình thanh tịnh nên nhị giới thanh tịnh, vì nhị giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc nhị giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu tình thanh tịnh nên thanh giới, nhị thức giới và nhị xúc cùng các thọ do nhị xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì thanh giới cho đến các thọ do nhị xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhị xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, hết quyển 195, trang 1321.